Từ ngày 30 tháng 5 đến ngày 13 tháng 6, người hâm mộ thể thao sẽ được chứng kiến giải Grand Slam trên mặt sân đất nện Pháp mở rộng. Đây là giải đấu được dự đoán sẽ rất đáng xem khi năm nay bộ ba vua đất nện Rafael Nadal, Roger Federer và Novak Djokovic lần đầu tiên nằm chung một nhánh đấu tại một giải Grand Slam. Giải đấu được người hâm mộ thể thao Việt Nam chờ đợi nhất đó chính là vòng loại World Cup 2022 bảng G, nơi có sự góp mặt của đội tuyển Việt Nam. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ gặp các đối thủ Indonesia vào ngày 7 tháng 6, Malaysia vào ngày 11 tháng 6 và UAE vào ngày 15 tháng 6. Các trận đấu diễn ra vào lúc 23 giờ 45 giờ Việt Nam. Hiện tại đội tuyển Việt Nam đang có mặt tại UAE để chuẩn bị cho những trận đấu quan trọng này. Trong khi đó, rạng sáng ngày 12 tháng 6, vòng chung kết Euro 2020 sẽ được khai mạc tại thành Rome với trận đấu giữa chủ nhà Ý gặp Thổ Nhĩ Kỳ vào lúc 2 giờ sáng. Vòng chung kết Euro 2020 là lần đầu tiên giải đấu được tổ chức tại 11 thành phố khác nhau trên khắp lãnh thổ châu Âu. Mục đích của những nhà tổ chức là muốn tạo điều kiện để các quốc gia có sân vận động tổ chức giải đấu được chơi ít nhất 2 trận trên sân nhà tại vòng bảng. 11 thành phố tổ chức Euro 2020 gồm London, Rome, Amsterdam, Baku, Seville, Bucharest, Budapest, Copenhagen, Glasgow, Munich và Saint Petersburg. Rome là nơi diễn ra trận khai mạc và trận chung kết Euro 2020 diễn ra trên sân Wembley tại Anh vào ngày 11 tháng 7. Còn với những người hâm mộ, những vũ điệu Latin sôi động, thì Copa America cũng là một sự lựa chọn không thể bỏ qua trong mùa dịch. Copa America sẽ diễn ra từ ngày 13 tháng 6 đến ngày 10 tháng 7. 10 đội tuyển tham gia gồm Brazil, Argentina, Peru, Chile, Uruguay, Paraguay, Colombia, Ecuador, Venezuela và Bolivia. Copa America lần thứ 17 lẽ ra được tổ chức từ hè năm ngoái nhưng phải lùi lại 12 tháng do đại dịch. Theo kế hoạch ban đầu, Argentina và Colombia làm đồng chủ nhà. Tuy nhiên, do những yếu tố khách quan, hai nước chủ nhà đã không thể đăng cai và Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ cho Brazil đăng cai Copa lần thứ 2 liên tiếp. Đây sẽ là lần thứ 2 liên tiếp Brazil làm chủ nhà. Ở giải năm 2019, đội bóng áo vàng xanh đăng quang khi thắng Peru 3-1 trong trận chung kết.